Ơi, xin chào tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người ăn cơm trưa với Tiến nè. Này có mua hộp cơm. Cơm thịt luộc. Thịt luộc cà pháo nha mọi người. Đây, để đựng thịt cơm. Luộc cà pháo mắm tôm. Đây. Wow. Quá là ngon mọi người. À, mình đổ mắm lên. Cái này là cà nhưng mà dịch. Đây. Này là cà pháo mà. Mắm tôm. Mời tất cả mọi người nè. Mời mọi người nha. Một hộp như vậy là mình mua giá là 25 ngàn mình chị. 25 ngàn. Quá ok. Cái cà pháo nó vừa giòn. Nó vừa giòn mà nó ngon. Cặm với mâm tôm rất là ngọt. Này, cái này là người ta luộc thịt thịt ba chỉ nha mọi người. Thịt ba chỉ. Được không? Rất là ngon. Này nó vừa cay cay mà nó vừa giòn, cái cà pháo giòn, mùi thịt nó luộc rất là ngon mọi người. Cay quá. Ăn ớt cay. Cay toát mồ hôi luôn. Đó. Nó cay mà nó ngon. Trời cũng hơi nóng rồi. Tóc mồ hôi. Bật cơm thêm. Người ta bán người ta cho thêm cơm thêm. Mọi người xem kênh Tiến, mọi người cho Tiến một like, một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Quá, wow, nó quá đã. Mọi người thấy không? Thịt ba chỉ nè.
quá ngon, quá tuyệt vời. Ok. Con này canh nè, canh mình đây là canh chua, canh chua nha mọi người, canh chua rất là ngon, 25k. Mọi người xem video mình, mọi người cho mọi người một like, một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nha mọi người. Chia sẻ like. Bye mọi người.